Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 10 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Các hoạt động nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cần điều tra và xử lý nghiêm minh những đối tượng tung tin đồn thất thiệt, phòng giao dịch BIDV Hòn La phá sản. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch bàn thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoa Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thống nhất chương trình nội dung thời gian diễn ra kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Theo đó, kỳ họp dự kiến tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 12. Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Xem xét các báo cáo theo quy định của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề quan trọng khác của địa phương. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến xem xét thông qua 28 báo cáo do Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan chức năng khác trình và dự kiến xem xét thông qua 20 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11. Sau tiếp xúc cử tri, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận các cấp tổng hợp các ý kiến, kiến nghị mới hoặc chưa được giải quyết liên quan đến thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh để Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công giải quyết trả lời cử tri. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp đã được chuẩn bị. Để kỳ họp thành công, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thống nhất hoàn thiện các nội dung chương trình của kỳ họp. Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh bổ sung và báo cáo nội dung đánh giá khái quát nửa nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó nhấn mạnh hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các báo cáo thẩm tra cần tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, trình bày ngắn gọn, đầy đủ. Trong quá trình chuẩn bị các báo cáo, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành cần chủ động phối hợp với Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh để bảo đảm thời gian và có hiệu quả mọi công tác chuẩn bị cho kỳ họp, cố gắng hoàn thành trước ngày 24 tháng 11. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các ban ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình Hội đồng Nhân dân quyết định. Các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt công tác tiếp xúc cử tri dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 và các công việc liên quan bảo đảm thành công cho kỳ họp. Chiều nay ngày 18 tháng 10, Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ 8 năm 2017-2018 đã tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ 8 năm 2017-2018 tiến hành từ cơ sở đến toàn tỉnh đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao toàn tỉnh, cải thiện một phần đời sống tinh thần cho quần chúng nhân dân. Đây là lần đầu tiên 159 trên 159 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc và thi đấu các môn trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ 8 năm 2017-2018 tổ chức thi đấu 12 môn, gồm bóng đá nam 11 người, điền kinh trong sân, bơi lội, bổng chuyền, cầu lông, việt giã, cờ vua, cờ tướng, kèo co, bóng bàn, võ cổ truyền, võ karate. Đại hội diễn ra trong hai giai đoạn, bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 đến hết tháng 7 năm 2018. Tham gia đại hội có 28 đơn vị địa phương với 1.500 vận động viên tranh tài 118 bộ huy chương. Trên cơ sở kết quả Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh lần thứ 8, hiện Đoàn Thể thao Quảng Bình đang chuẩn bị lực lượng tham gia 5 trên 36 môn tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Phấn đấu đạt 20 đến 25 huy chương các loại, trong đó phấn đấu đạt 5 đến 7 huy chương vàng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng khẳng định Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Một số giải thể dục thể thao cấp tỉnh được tổ chức tại huyện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Lễ khai mạc đại hội ở cấp tỉnh diễn ra hoành tráng, ý nghĩa. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị
Thời gian tới, cần quan tâm đến các môn thể thao mũi nhọn cũng như phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, xã hội hóa thể dục thể thao, nghiên cứu tổ chức các giải đấu thể thao quốc tế tại Quảng Bình, tập trung các nguồn lực chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Dịp này, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc tại đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình lần thứ 8. Trao cờ giải nhất cho đoàn thể thao huyện Lệ Thủy, giải nhì cho đoàn thể thao thành phố Đồng Hới và giải ba cho đoàn thể thao huyện Quảng Ninh. Ngoài ra, Ban chỉ đạo đại hội thể dục thể thao tỉnh cũng đã tặng cờ cho 6 đơn vị tổ chức tốt đại hội thể dục thể thao cấp huyện, 2 đơn vị tổ chức xuất sắc đại hội thể dục thể thao cấp huyện và 12 đơn vị địa phương đã tổ chức tốt đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Chiều nay ngày 18 tháng 10 tại xã Cư Nẫm, huyện Bố Trạch, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo địa phương về tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển quỹ đất trên địa bàn. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Theo báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Bố Trạch có 11 trên 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình triển khai thực hiện, ban chỉ đạo chương trình đã bám sát kế hoạch lộ trình đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với các xã điểm, xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018. Từ đầu năm đến nay, huyện Bố Trạch đã huy động hơn 138,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 11,7 tỷ đồng, ngân sách địa phương 102,4 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp gần 18 tỷ đồng và doanh nghiệp đóng góp gần 3 tỷ đồng để phát triển hạ tầng kinh tế xã hội và hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Để đạt kế hoạch đặt ra cuối năm 2018 là mỗi xã đạt bình quân 15,68 tiêu chí. Hiện nay, huyện đang chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chí đã đăng ký, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, chỉ đạo phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân. Riêng đối với Cư Nẫm, xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Hiện nay, địa phương đã đạt 18 trên 19 tiêu chí, còn lại tiêu chí giao thông đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành vào cuối năm nay. Sau khi nghe báo cáo của địa phương và ý kiến thảo luận của các sở ngành, kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực và đoàn kết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung, chỉ ra một số hạn chế khó khăn còn gặp phải. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để đưa xây dựng nông thôn mới tiếp tục trở thành phong trào sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Tăng cường chỉ đạo đối với các xã sụt giảm tiêu chí để củng cố chất lượng các tiêu chí, tránh để tình trạng nợ đồng trong quá trình xây dựng nông thôn mới làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chương trình. Quan tâm đến công tác dồn điền đổi thửa, tổ chức sản xuất một cách phù hợp và có hiệu quả, phát huy những tiềm năng lợi thế sẵn có để đưa ra được những giải pháp quyết liệt hơn trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Về công tác phát triển quỹ đất, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Bố Trạch là địa phương có tiềm năng để phát triển quỹ đất. Việc phát triển quỹ đất một cách có hiệu quả sẽ góp phần quan trọng trong tăng thu ngân sách cho địa phương. Vì vậy, địa phương cần có các giải pháp quy hoạch một cách phù hợp, có định hướng lâu dài và tính đến hiệu quả quỹ đất mang lại. Trong quá trình phát triển, cần chú trọng đến kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, quan tâm đến kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa một số công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới đang xây dựng trên địa bàn. Sáng nay ngày 18 tháng 10, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo kết nối cung cầu công nghệ và ra mắt ban đại diện sàn tri thức Novelink Quảng Bình. Sàn tri thức Novelink được thành lập năm 2017 với mục đích chia sẻ và chuyển giao công nghệ, công tác nghiên cứu và phát triển, góp phần tạo lập thị trường khoa học công nghệ tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kết nối với các nhà khoa học, các chuyên gia có kỹ năng, kinh nghiệm, tham gia và hiện thực hóa ý tưởng. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung cập nhật những thông tin của sàn tri thức Novelink và gặp gỡ, giao lưu tìm kiếm đối tác, mở rộng, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Hội thảo lần này là một trong 15 sự kiện trong chuỗi sự kiện Novelink 2018 được tổ chức tại 15 tỉnh, thành trên toàn quốc nhằm khảo sát nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp và hình thành các nhóm đại diện Novelink ở các địa phương. Hôm qua ngày 17 tháng 10, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính khóa 14.
Trong thời gian 2 tháng, 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành các chuyên đề về những kiến thức cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, ngạch chuyên viên chính, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước. Đây cũng là cơ sở để chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ. Sáng nay ngày 18 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Bình đã tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, giáo viên, người lao động tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà giai đoạn 2015-2018. Ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình hiện có trên 19.300 cán bộ, giáo viên, người lao động, trong đó có trên 15.800 cán bộ nữ. Cùng với sự phát triển chung của ngành, chất lượng và năng lực của đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động ngày càng được nâng lên, phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác giảng dạy, quản lý. Trong 5 năm qua, nữ cán bộ, giáo viên, người lao động toàn ngành đã nỗ lực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Từ phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều nữ giáo viên và các tập thể điển hình trên các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Hàng năm có trên 90% nữ đạt danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà, trên 95% gia đình nữ nhà giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Tại buổi gặp mặt, 84 nữ cán bộ, giáo viên, người lao động đã được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà giai đoạn 2015-2018. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề vai trò của nữ chiến sĩ công an trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Buổi tọa đàm là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ công an tỉnh ôn lại lịch sử truyền thống tốt đẹp của phụ nữ công an nhân dân nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung. Qua đó khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức hội và hội viên phụ nữ công an tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cả cán bộ nữ chiến sĩ công an tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, tổ chức hội và cán bộ hội viên phụ nữ cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, thưa ủy quyền của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã trao tặng kỷ niệm chương cho 28 đồng chí vì đã có nhiều đóng góp trong cả phong trào của phụ nữ công an tỉnh Quảng Bình. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao ngôi nhà mái ấm tình thương cho chị Hoàng Thị Dung ở tiểu khu 5, thị trấn Quảng Hào. Gia đình chị Hoàng Thị Dung thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hiện đang sống trong ngôi nhà cũ kỹ đã được xây dựng từ lâu. Thấu hiểu và sẻ chia được những khó khăn mà chị Dung đang gặp phải, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh đã trích từ quỹ mái ấm tình thương để giúp gia đình xây dựng ngôi nhà có tổng diện tích gần 75m², kinh phí hơn 232 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh hỗ trợ 20 triệu đồng. Số tiền còn lại huy động từ sự đóng góp của gia đình và người thân. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần động viên gia đình chị Hoàng Thị Dung vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ vận chuyển 308,6 kg ma túy đá. Cần điều tra và xử lý nghiêm minh những đối tượng tung tin đồn thất thiệt, phòng giao dịch BIDV Hòn La phá sản. Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Sinh Vang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, như Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đưa tin, qua kiểm tra xử lý xe ô tô mang biển kiểm soát 86C09102 vi phạm chạy quá tốc độ, phát hiện trên xe vận chuyển 308,6 kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng khác. Khi bị phát hiện, hai đối tượng, một người Lào, một người Việt Nam đã tìm cách bỏ trốn. Công an Quảng Bình đã huy động lực lượng phối hợp với quân chúng nhân dân và chính quyền địa phương nhanh chóng truy bắt được một đối tượng người nước ngoài và đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Siêng Vàng, sinh năm 1995, trú tại bản Phun Sa Ạt, huyện Kham Cợt, tỉnh Bôn Ly Kham Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đang cùng đối tượng Trinh, người đã bỏ trốn, vận chuyển 308,6 kg ma túy đá từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để lấy 10.000 đô la Mỹ tiền công. Đây là vụ án vận chuyển ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt giữ, thể hiện tinh thần khẩn trương,
kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị cơ sở của Công an Quảng Bình trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an huyện Bố Trạch vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Công, 36 tuổi, trú tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch. Đối tượng Công bị tạm giam sau khi hành hung ông Lê Văn Thuật, phó giám đốc lâm trường Đồng Hới khi ông Thuật đang làm nhiệm vụ. Theo đó, đối tượng Công bị khởi tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Nguyên nhân là trước khi có hành vi hành hung ông Thuật, đối tượng Công đã có hành vi làm hư hỏng tài sản người khác và đang trong quá trình điều tra. Cụ thể, vào sáng ngày 20 tháng 6, Công đi vào khu vực mỏ đất xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch để yêu cầu các xe tải không được chạy qua đoạn đường gần nhà mình vì cho rằng xe chạy khiến bụi bẩn bám vào nhà. Đối tượng Công đã chặn ô tô do anh Lê Trung Thông, trú ở xã Đại Trạch điều khiển, rồi dùng thanh gỗ tràm đập vỡ kính chắn gió, lấy đá ném khiến đầu xe bị mọc mẹo. Tiếp đó, đối tượng Công tiếp tục chặn một ô tô khác từ mỏ đất xã Lý Trạch đi ra, dùng dao tự chế chém vỡ kính chắn gió phía trước và gương chiếu hậu của chiếc xe. Theo kết quả của hội đồng định giá tài sản huyện Bố Trạch, tổng thiệt hại do Công gây ra cho các bị hại là gần 8 triệu đồng. Tiếp đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng cao su sản xuất thuộc địa phận xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tổ công tác của lâm trường Đồng Hới phát hiện nhóm các đối tượng có hành vi lấn chiếm đất thuộc lâm phần của lâm trường. Phát hiện hành vi sai phạm, ông Lê Văn Thuật, phó giám đốc lâm trường Đồng Hới đến để giải quyết thì bị đối tượng Công tấn công, dùng đá đập thẳng vào đầu và dùng hung khí đánh làm ông Thuật bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện tin đồn thất thiệt, phòng giao dịch Hòn La thuộc chi nhánh BIDV Bắc Quảng Bình bị phá sản. Tin đồn thất thiệt này không chỉ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân và khách hàng, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của đơn vị. Theo đó, từ ngày 8 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã phát sinh tin đồn phòng giao dịch Hòn La bị phá sản, khiến người dân lo lắng, bất an, nhiều người đã đến rút tiền gửi tiết kiệm, trong khi sổ tiền gửi chưa đến thời hạn. Nhận định, đây là tin đồn thất thiệt do một số đối tượng xấu bịa đặt, muốn hại uy tín của ngân hàng, cũng như sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chi nhánh BIDV Bắc Quảng Bình đã báo cáo cho Hội Sở Chính, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, uy tín của BIDV và hoạt động ổn định của ngành ngân hàng. Chúng tôi là khẳng định rằng tin đồn đó là tin đồn của những đối tượng phá hoại, sai sự thật, mà chúng tôi hoàn toàn bác bỏ. Chúng tôi đã phối hợp để xin ý kiến các cấp ban ngành của Trung ương và đã báo cáo về cơ quan công an để vào cuộc mà tìm ra tung tích của những đối tượng đưa ra những thông tin thất thiệt đó, để đưa những đối tượng này ra để trừng trị theo quy định của pháp luật. BIDV là một trong những hàng trụ cột của hệ thống ngân hàng Việt Nam và đã có bề dày lịch sử phát triển và trưởng thành. Và đến nay là BIDV là một ngân hàng đứng đầu về quy mô, về tổng tài sản trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tôi xin cảm ơn đến quý khách hàng đã tin tưởng, đã hỗ trợ BIDV loại trừ, bài trừ các cái thông tin xấu để ảnh hưởng đến hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và của BIDV nói riêng. BIDV Bắc Quảng Bình cũng cho biết thêm, khi biết được thông tin phòng giao dịch Hòn La bị phá sản là hoàn toàn bịa đặt. Đồng thời, tin tưởng vào uy tín của ngân hàng, nên từ ngày 12 tháng 10, tại phòng giao dịch Hòn La đã không còn khách hàng nào đến rút tiền trước hạn. Và đặc biệt, sáng ngày 15 tháng 10, có 3 khách hàng đã rút tiền trước đó đến giao dịch trở lại. Hiện tại, chi nhánh BIDV Bắc Quảng Bình đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ những đối tượng tung tin đồn thất thiệt nhằm xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghị quyết đại hội Hội nông dân huyện Quảng Trạch nhiệm kỳ 2018-2023 về chương trình phát triển thủy hải sản, thời gian qua, Hội nông dân xã Cảnh Dương đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này. Theo đó, xã Cảnh Dương đã khuyến khích và tạo điều kiện để bà con ngư dân đồng mới, cải hoán tàu thuyền, mua sắm các trang thiết bị, đảm bảo ra khơi đánh bắt thủy hải sản dài ngày, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đến nay, xã Cảnh Dương đã phát triển đôi tàu gồm 730 chiếc, tổng công suất trên 123.000 CV, tạo việc làm cho khoảng 2.250 lao động. Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác thủy hải sản của xã Cảnh Dương đạt trên 2.700 tấn,
thu nhập bình quân của người lao động đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng. Để đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn cho khách hàng, thời gian qua, Điện lực Minh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão. Điện lực Minh Hóa đang quản lý vận hành gần 200 km đường dây trung thế từ 10 đến 35 kV và 215 km đường dây hạ thế. Phần lớn các tuyến đường dây đều đi qua khu vực có rừng cây, địa hình đồi núi phức tạp. Điện lực Minh Hóa đã phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các vi phạm trên tuyến hành lang lưới điện, xử lý các vị trí cột điện, dây điện không đạt tiêu chuẩn quy định về khoảng cách an toàn, tập trung thu dọn hành lang lưới điện, chặt tỉa các cây xanh và giải tỏa các công trình có nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện, chủ động dự phòng vật tư, thiết bị, bố trí nhân lực ứng trực thường xuyên nhằm kịp thời khắc phục khi có sự cố xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình đều sử dụng hệ thống cột điện của ngành điện để treo dây cáp. Điều này đã làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn. Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho cộng đồng dân cư, hạn chế tối đa các sự cố làm ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật trong truyền tải điện và thông tin liên lạc. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đã tập trung triển khai công tác chỉnh trang, cải tạo hệ thống cáp thông tin trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi triển khai ra quân chỉnh trang cáp thông tin vào năm 2017 và làm thí điểm ở một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Đồng Hới, năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã thành lập ban chỉ đạo và giao sở thông tin truyền thông tăng cường quản lý, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, truyền hình phối hợp chặt chẽ với Điện lực Quảng Bình đẩy mạnh việc chỉnh trang và bỏ gọn cáp thông tin nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn cho người và các công trình lân cận. Quy định là tất cả các nhà mạng khi tham gia vào vấn đề treo cáp trên cột điện thì phải có đúng với bản thiết kế đã được phê duyệt, đồng thời có cái sự thống nhất và treo tên cáp của tất cả các cái nhà mạng, phân biệt được các nhà mạng. Và khi mà lắp đặt mới thì cần phải đi đúng quy định luôn vào trong các cái bỏ cáp đã được sắp đặt sẵn, không có đi ra ngoài kéo một cách tự do giống như trước đây. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có một số doanh nghiệp viễn thông chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông di động, Internet, truyền hình trả tiền có sử dụng hệ thống mạng cáp là Viettel, VNPT, SCTV chi nhánh Quảng Bình. Ở một số địa bàn, hệ thống cáp treo không đảm bảo độ cao, độ võng của cáp và kết cấu chịu lực của cột treo cáp. Hệ thống cáp chằng chịt, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy hiểm cho khu vực dân cư. Đầu tiên thì chúng tôi đã phối hợp với Điện lực Quảng Bình lên phương án thiết kế và làm mẫu cái tuyến cáp của đường Nguyễn Hữu Cảnh, sau đó là nhân rộng ra địa bàn toàn tỉnh. Đến nay thì Viettel Quảng Bình đã chỉnh trang xong khoảng 50 tuyến cáp với tương ứng với 50 km cáp quang và hầu hết là các cái tuyến đường chính, đường du lịch, các thủ phủ của các thị trấn thị tứ thì hiện nay đã chỉnh trang xong và tạo được cái dư luận và hài lòng đối với khách du lịch cũng như nhân dân. Thì trong thời gian tới thì Viettel Quảng Bình tiếp tục khảo sát lên phương án lập dự toán để mà tiếp tục chỉnh trang các cái tuyến cáp còn lại trên địa bàn tương ứng với khoảng 60 tuyến, tương ứng với khoảng 90 km cáp quang trên các tuyến trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch số 762 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị gồm Điện lực Quảng Bình, Viettel, VNPT, SCTV chi nhánh Quảng Bình đã đăng ký thực hiện chỉnh trang 59 tuyến cáp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị có cáp treo đã bố trí đầy đủ nhân sự, phương tiện kỹ thuật để phối hợp thực hiện, giám sát trong suốt thời gian thi công cho đến khi hoàn thành. Hiện nay, các tuyến đăng ký chỉnh trang cáp thông tin đã cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã tiến hành đăng ký bổ sung chỉnh trang thêm các tuyến khác trong năm 2019. Tỉnh Quảng Bình thì lấy cái du lịch là cái ngành mũi nhọn để phát triển tỉnh. Đấy. Thì do đó mà cái thành phố Đồng Hới cũng như là những cái thị xã, những cái trung tâm thị trấn là phải bảo đảm cảnh quan xanh sạch đẹp. Đồng thời là Quảng Bình cũng là một cái tỉnh mà có nhiều mưa bão, nhất là vào dịp cuối năm. Cho nên cái việc bảo đảm an toàn các đường cáp thông tin và cáp viễn thông, cáp điện là rất cần thiết. Cuối năm 2017 cho đến đầu năm 2018 thì đã mở một cái đợt chỉnh trang rất là quyết liệt. Và trong đó có một số đơn vị đi đầu trong cái việc này
như là Viettel thì chúng tôi cũng rất hoan nghênh toàn thể cái lực lượng các doanh nghiệp cũng như là những cái cơ quan đơn vị mà có cái góp tay chung sức vào cái việc chỉnh trang. Với sự phối hợp đồng bộ của cả cấp các ngành và đơn vị sở hữu cáp, việc sắp xếp chỉnh trang cáp treo viễn thông sẽ được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trong sinh hoạt cũng như khi tham gia giao thông, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh và hiện đại. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Bản tin dự báo thời tiết Quảng Bình đến 18 ngày 19 tháng 10 năm 2018. Khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc có dông, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 81 đến 97%. Khu vực thị trấn Quý Đạt trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 82 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc có dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm từ 78 đến 95%. Khu vực Phong Nha nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc có dông, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 83 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc có dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 79 đến 95%. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc có dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 80 đến 93%. Khu vực thị trấn Quảng Hào trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 84 đến 95%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc có dông, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm từ 85 đến 97%. Vùng biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến 19 ngày 20 tháng 10 năm 2018. Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có lúc có dông, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ, độ ẩm từ 81 đến 97%.